Sau vụ việc khách hàng ở Quảng Ninh nợ thẻ tín dụng Exim Bank 8,5 triệu đồng và phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước có công văn 2235 chỉ đạo các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo quán triệt cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống thực hiện đúng trình tự thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. Đối với phương pháp tính phí lãi, các ngân hàng thương mại phải rà soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định. Các ngân hàng phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được các thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi, đặc biệt với thẻ tín dụng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình xử lý tra soát, khiếu nại theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và dứt điểm, không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng cũng như hình ảnh và uy tín của tổ chức phát hành thẻ. Theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng như không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài, thông qua quá trình kiểm soát, giám sát, tổ chức phát hành thẻ cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp với các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tổ chức phát hành thẻ. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.